Xin chào mọi người, hiện tại thì Vuka đang ở đoàn phim của anh Mr. Tô. Là Vuka đang quay bộ phim Game Hồ Trở Tiền Truyện. Chắc là rất là nhiều khán giả đã xem bộ phim Game Hồ Trở mới rồi đúng không? Và đây là phần tiền truyện. Và nhân vật Vuka bắt đầu xuất hiện trong phần này. Thì lần đầu tiên được tham gia vào xã đoàn. Đó giờ thì hay ở nhà xem phim của anh Tô làm. Rất là nhiều phim của anh Tô làm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Vuka được tham gia vào xã đoàn. Và thật sự là quay phim trong đoàn phim của anh Tô thì rất là vui. Tại vì tất cả các anh chị ai cũng vui hết trơn. Bên cạnh đó mình cũng học hỏi được nhiều điều lắm. Tại vì quay chung với cô Hồng Vân nè, các chị Việt Hương nè. Rồi với mấy anh lớn nữa giống như là anh Đâu và Mèo nè. Rồi anh Hứa Minh Đạt nè. Nói chung là cho mình học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm khi mình đi làm phim nữa. Bởi vì rất là thích. Khán giả hãy nhớ đón xem bộ phim Giang Hồ Chợ Mới Tiền Truyện nhé.